Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình hen. Hôm nay thì cái ụ này mình cũng đã phơi một tuần rồi đó. Và mình thấy có những cái cây mà nó đã héo cái lá rồi. Nên là bây giờ mình sẽ trồng vào vào chậu thôi hen. Đây, đây là một mớ chậu và vì lý do là hôm nay trời rất là nắng luôn. Dạo lần này nắng rất là gắt luôn á. Thế nên là mình sẽ chui lên cái thềm này và mình làm ha. Bây giờ thì mình sẽ cho tụi em vô chậu và uống nước thôi chứ để khô héo tội nghiệp mất phơm nữa nè. Để mình để nghiêng á. Rồi ok, let's go. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ha. Chậu thì dư cũng khá là nhiều tại vì cây của mình nó chết cũng khá là nhiều. Và như mình đã giới thiệu từ đầu phần 1 ha, mình sẽ trồng với xỉ than. Và mình sẽ bổ sung dinh dưỡng ha, lâu lâu mình sẽ bổ sung phân với lại dưỡng chất. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào trồng cái cây đầu tiên ha. Rồi đầu tiên á thì thật ra là lúc mà mình gỡ ra thì nó tiện hơn, còn bây giờ thì lúc mà mình trồng lại á thì nó rất là cực là sao bạn biết không, là mình phải lựa cây lựa chậu lại từ đầu nữa. Thì mình thấy cái cây nó khá dài nha, cây ngọc bích thì nó khá là dài, lá nó vàng hết trơn rồi nè các bạn ơi. Và mình sẽ chọn một cái cây cao cao, một cái chậu thật cao cao ha, cho vừa với dáng của nó. Rồi mình thấy trồng thẳng như vậy không đẹp ha, mình sẽ trồng nghiêng như vậy chắc ổn mát ha. Rồi sau đó thì có tượng thì mình sẽ để tượng bên góc này đó. Đây là cái chủ đích của mình. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái phần xỉ than bự bự và nặng nặng bên dưới để cây không bị ngã ha. Rồi mình đã bỏ được một mớ ha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái loại bệnh mạnh vô. Mình không biết trồng với cái xỉ than này thì ok hay không thì thôi cứ đặt niềm tin ha, tại vì mình trồng rồi mình thấy cũng ok. Chỉ có điều là cây nó sẽ không được mập giống như là mình trồng với đất trộn ha, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình bổ sung chất dinh dưỡng vô cho nó. Thì để xem cái đợt này mình trồng theo cái cách này thì nó sẽ ok la hơn hay không. Rồi mình sẽ cập nhật kết quả cho các bạn ha. Thì nói chung là mình chơi sen không được lâu, nhưng mà kiểu mình mỗi thứ mình trồng giống như là mình trồng cái này cái kia á, mình thấy nó không, mình trồng giá thể này giá thể kia. Với lại mình cũng chỉ trải qua hai mùa mưa thôi, thì mùa này á là mình không có chăm nhiều nên là thành thử nó cũng chết khá là nhiều nên là cũng khá là buồn. Nên là mình định hết đợt mùa mưa này thì mình sẽ tậu về thêm ha. Và tậu thêm những cái em mà mình thích bữa giờ ha. Mình thường là sen, dòng sen á. Và mình chơi lâu á thì mình lại thích những cái loại sen mà màu lên màu kiểu màu hường hường, màu tím tím á các bạn. Mình thích mấy loại sen đó. Tự nhiên mình đam mê luôn á. Mình đam mê mà bữa mình đi ra đi ra ngoài mà mình thấy có những cái cây mà dạng màu tím anh mình cũng chôm về luôn đó các bạn. Thôi. Rồi mình sẽ để hỏng cái phần này để mình gãi cái lớp mặt cho nó đẹp ha. Đá mặt Masato cho nó đẹp. Rồi mình sẽ cùng ngắm lại cái cây này. Nói chung là cái cây của mình nó đang xấu nên bây giờ lên thì nó cũng không có được xịn sò cho lắm. Nó chỉ là đỡ hơn một xíu thôi. Tiếp đến mình sẽ trồng với cái cây này hen, cây sen đá cam. Trời, cái cây này thì cái dáng mình không biết làm sao luôn á. Nãy giờ mình quằn quại với nó, rụng hết mấy lá rồi. Thì cái này mình bỏ vô đây á thì nó kiểu như vậy cũng không đẹp lắm. Mà giờ mình trồng với cái chậu này đi hen. Đó, như vậy nhìn nó cũng gớm nên là mình quyết định mình sẽ cắt đôi cái gốc này ra. Đó, cắt luôn. Giòn ghê. Để mình trồng cho nó tiện ha. Rồi bây giờ thì mình thấy cái nhánh cây này nè, nó bạn thấy nó bị khô ngang và nó bắt đầu ra rễ nên là mình cũng sẽ tỉa luôn để mình trồng riêng ra luôn. Có nghĩa là cái thân ở dưới nó đã không còn hút được nhiều nước nên là nó mới ra rễ ở phía trên này hen. Đó. Và bây giờ thì mình cực kỳ thích cái chậu trứng này nên là mình sẽ trồng với cái chậu trứng
màu cam huyền diệu. Đây mình sẽ trồng như thế này thấy nó được hơn hiên. Rồi bây giờ thì mình bỏ đất vô chậu thôi. Có cái bút này giống như là mình đang pha chế các bạn đó. Sau đó là mình sẽ bỏ xuống, rồi mình sẽ quay xuống cho các bạn dễ nhìn hiên. Rồi mình sẽ bỏ như thế này vô. Và sỉ than thì không có giữ ẩm á, nên là khi mà mình trồng sỉ than thì bắt buộc mình sẽ tưới nhiều nước hơn vào cái mùa khô, mùa nắng này nè. Cây này mình trồng vậy thôi chứ mình thấy nó nhảy con dữ lắm. Trồng vô chậu này chắc không biết được bao lâu thì cũng phải đổi chậu à. Nó vẫn chưa giữ được hen. Và sau khi mình chơi sen thì hồi xưa mới đầu chơi á, là mình thích những cái chậu mix á các bạn. Nhưng mà càng chơi lâu thì mình lại thích nó để riêng ra một chỗ. Tại vì khi mix lại với nhau á, thì lúc mà mới trồng á, thì nó khá là đẹp. Nhưng mà khi mà nó ra dán rồi đó, nó khi mà nó bung xả dán ra thì nó lại xấu, kiểu nó cứ phải chen chúc nhau á. Thế nên là mình sẽ trồng ngược lại để cho nó hướng về. Đáng lẽ là mình phải lọc những cái mịn ra để mình dễ trồng, nhưng mà vì lý do là cái con lười trong mình nó trỗi dậy các bạn. Rồi mình quyết định là mình để cái nhánh này ở đây. Xíu mình sẽ lắp những cái đá sỏi rải mặt mịn mịn đó thì nó sẽ ok la hơn, nó sẽ dính lại với nhau và mình tưới nước thì nó cũng sẽ dễ lại. Còn cái nhánh chia đôi con đường này nè các bạn, mình cũng sẽ bỏ hết những cái lá già dạ dưới để mình gieo ha. Dù sao mình đụng một hồi nó cũng gãy, mình bẻ trước để mất công, khỏi phải uổng tiếc làm gì. Rồi cái này thì mình sẽ đi tìm chậu cho nó, cái chậu này cũng không hợp với nó lắm. Rồi tìm mãi mình thấy thôi, mình cho cái chiếc xe này chở hai cái nhánh này đi hen. Rồi nữa mình để cái con vật gì hoặc là người tài xế lái xe trên đây cũng được, thấy cũng hợp lý nha. Xe chở cây chở cối. Rồi bây giờ thì mình cũng lại bắt đầu bỏ sỉ than vào nha. Rồi các bạn thông cảm là mình trồng cây á, mình ít có đeo bao tay đó, kiểu nhìn nó vướng vướng, nó khó chịu á, nên là hả, nhìn mình hơi dùng tay không như vậy nè, nhìn nó có chút hơi dơ dơ, nên là các bạn thông cảm nha. Bây giờ thì mình cứ nhét nó xuống đi. Nên mà hả, mình cũng ít có để móng tay lắm, thường mình làm xong cái là nhìn cái móng thấy ghê quá, nên là đa phần là mình sẽ cắt chuỗi nó hết. Rồi mình cứ để chừa để một hồi mình sẽ rải đá sỏi lên, đẩy sỉ than lên. Ủa lộn nhầm, mình rải cái gì đó, đá để mà đây nhìn nó có kiểu không có liên kết lắm, nhưng mà hy vọng lên màu thì nó sẽ đẹp. Rồi mình tiếp đến cái cây mình sẽ, hôm nay mình sẽ trồng những cái cây to to trước ha. Rồi tiếp đến là mình sẽ trồng cái chậu này với cái bắp cải này ha. Mình thấy nó cũng khá là ok nè, ok là hôm trước là mình trồng với chậu dẹp, hôm nay là mình sẽ, cái dáng nó cũng khá là cao nên là mình sẽ trồng với cái chậu cao. Đây mình sẽ trồng như thế này ha. Rồi bây giờ thì mình bắt tay vào thôi. Mình không biết sao mình cứ trồng cây là mình không thích nó vô giữa ta, mình lạ lùng á, mình cứ cảm thấy là hả, vô giữa nhìn nó chỗ chỗi, thế là mình phải cho nó nép qua một bên nhà mình bỏ qua. Thì một bên trống đó mình có thể để tượng nè, tượng ví dụ như cái tượng nào mà nó hợp lý với cái phong cảnh nó. Không thì là mình sẽ trồng chen thêm một cái cây vô. Đây, thì
lý do là mình thấy cái chậu nó cũng khá là to và bên đây cũng khá là trống, thế nên là mình sẽ điểm thêm một cái em chủ ngọc để cho nó nhìn nó căng xứng hơn và nhìn nó xanh mướt hơn hen. Tại vì em kia nó cũng xanh cam nên là với lại kiểu giống như là rêu mọc kế bên cây cổ thụ vậy hen. Mình thấy nó cũng khá là hợp trong cái vị trí này. Và đây cũng là thành quả nè. Thì xíu mình sẽ gãi đá mặt lên thì nó nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó nổi hơn ha. Và bây giờ thì mình sẽ quăng nó qua một bên. Rồi tiếp đến thì mình sẽ trồng cái cây yêu thích của mình. Và cây này thì mình thấy không có cái nào hợp với cái chén này ha. Nên là mình sẽ trồng vô cái chén này lại nha. Coi như là chỉ thay đất nó thôi chứ không có đổi nhà cho nó. Okay. Đá rải mặt lên nữa. Đấy, thế là hình thành xong một cái chậu. Chỉ cần nhét thôi. Rồi tiếp đến thì mình sẽ trồng em sen hồng cánh hồng lá nhọn hay hồng cánh dài vậy đây. Đó, mình sẽ tuốt hết những cái lá khô bữa giờ hen. Và cái này thì sen đài á, thì mình thích trồng với cái chậu này đẹp hơn. Với lại mình sẽ trồng cái chậu nó to hơn cái cánh nè. Mình không có trồng cái chậu mà nó nhỏ hơn cái bông. Mình sẽ trồng nó to hơn để khi mà nó vượt ra thì nữa mình sẽ thay nhà cho nó tiếp, kiểu cho nó cứ càng ngày càng to ra. Nhưng mà chậu đừng to quá so với cái bông thì giá thể nó nhiều quá hiền. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ đất vô. Cũng tương tự như là hồi nãy hen, thì mình sẽ khoét một cái lõm. Đó, vừa vặn luôn á, nó là vừa y luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đẩy nó vô. Mình cái này thì mình đang trồng vào buổi trưa nắng hen, thì khoảng tầm chiều hoặc tối mát mát, mình rảnh mình ra mình không mát á thì mình sẽ tưới nước cho nó là ok la. Tại vì mình cắt mình cũng để một tuần rồi á, nên là mình sẽ tưới vô. Còn những cái viên này thì mình sẽ đi gãi đá mặt cho nó đẹp. Rồi tiếp đến mình cũng sẽ trồng với cái này hen. Để có mấy ngày mà nó làm gì nó úng ghê không. Mà mình để trên khô nha. À hôm trước mưa nó có tạt tới. Chắc cây này nó bị mưa tạt nè. Nên là nó cũng bị úng nhiều, với lại úng trong cái lá, héo trong cái lá này ha. Rồi mình cũng sẽ tước nó ra luôn. Tưới ra để cũng được, nhưng thôi tưới ra đi. Mình ngứa con mắt lắm. Rồi mắt hết hai cái lá là thấy mắt cái phơm. Tương tự ha. Cái này thì nó vừa y, đáng lẽ là mình sẽ đi tìm một cái chậu cho nó bự hơn để mình kiếm thử. Vì lý do là mình không có cái chậu nào to hơn như vậy ha. Có to thì nó lại to quá cỡ, nên là mình sẽ trồng vô cái này luôn lại luôn ha. Rồi nó sẽ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ đất vào. Trồng như vậy á, thì nó vừa khít tới thì mình không có cái kẽ để mà mình đẩy nó vô đó. Nên là nó hơi khó. Nếu mà được á, thì mình sẽ đi tìm một cái chậu to hơn một xíu nha. Chắc tiếc là mình không có, nên là mình cứ cố gắng mình đẩy nó vô như vậy nè. Thì một hồi mình sẽ nhét những cái đá thừa. Mình sẽ bỏ thêm những cái giá thể vô cái phần kẽ hở vô trong đây nha. Đó, đây là xong. Hơi mắc phơm nên không đẹp. Mình sẽ trồng với cái cây yêu thích của mình. Cây này bữa có màu, hôm nay nó mất màu rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ trồng với cái chậu la này ha. Rồi cái sen đá nâu này bữa nay nhìn nó xanh lè xanh lép, với lại rụng cũng hết rồi. Mà cái dáng mình thấy nó cũng khá là thụ ha, cũng kiểu ạt ạt nghệ thuật. Nên là mình sẽ thường những cái dáng này thì mình sẽ trồng với những cái chậu cao cao. Và nếu có kiểu mà nhìn cổ cổ thì sẽ đẹp hơn ha. Còn những cái này mình đa phần là đất nung. Rồi mình sẽ để nó như thế này ha. Đó. Ok, bây giờ thì mình bỏ đá vô thôi. Rồi mình sẽ ghim nó, cho nó lòi cái rễ lên nhìn nó nghệ thuật một xíu. Rồi xong sau đó thì mình sẽ lắp cái phần đó mạnh.
Ok, nhưng mà mình vẫn thấy nó trống trống ha, nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm một vài cây nữa. Rồi mình điểm thêm một em ở đây ha, cho nó trống trống, mình nãy mình quên quay. Rồi mình điểm thêm một em ở đây. Rồi thật ra cây này mà nó gặp nắng nó lên màu khá là đẹp luôn á các bạn. Rồi mình thích nó xinh, mình đi vào thích nó xinh như thế này nha. Đó nhìn nó cũng nghệ thuật không các bạn à. Đây mình xong một em ha. Mình bỏ thêm cái phần rễ mặt lên nữa thì nhìn nó mới sẽ sang xịn mịn hơn. Chưa các bạn, mình có cái dáng cây này rất là xinh luôn nè. Cái dáng cây này mình rất là mê. Đây là một loại cây kim tuyến mà nó mình trồng rất là lâu á, nên là nó được cái dạng thân như thế này hiên. Mà cái cây này á, mình trồng càng lâu ha thì cái thân này nó kiểu nó cong cong, nó dảnh dảnh, nhìn nó lên form rất là đẹp. Rồi mình có cả một nùi ở đây luôn nè, tại vì những cái cây kim tuyến đó mình trồng rất là lâu rồi mà kiểu mình không có trồng lại, mình không có thay chậu nên là bây giờ nó được một cái dạng như vậy. Thì bây giờ mình mấy cái này mình mix theo kiểu dạng thân thụ nhìn đẹp lắm á, trồng theo kiểu nghệ thuật á. Mình muốn trồng như vậy nè, đó thì cái dáng nó sẽ như thế này, nhìn cũng đẹp hen, nhưng mà không có cái gì để đỡ nó hết, nên là mình đang suy nghĩ tới một cái hướng đó. Mình có một cái cây này, cái san hô, và mình sẽ ghép nó vô đây. Được không? Các bạn thấy như vậy được không? Vừa cứng cáp mà mình thấy nó lại vừa ok ha. Nhìn nó cũng ngoài càng. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chốt cái này luôn ha. Rồi mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy ok ra không? Đó. Rồi ở đây thì nó chỉ dính có một phần đất nhỏ thôi, nên là mình nghĩ là rồi. Đó, đây nó cứ dính một phần đất nhỏ nên là mình không biết làm sao nó có thể cung cấp hết đủ dưỡng chất cho cái phần trên đây hen. Thì thôi thì cứ như vậy trước hen. Ở đây mình thấy có rêu nè, hy vọng là khi mà mình tưới ướt thì cái này nó sẽ phát triển ra, thì nhìn nó sẽ nghệ thuật hơn và đẹp hơn. Ta-da, ok. Ta-da, và đây là thành phẩm. Thì hôm trước mình đã trồng nhưng mà biết bao lâu sau mình mới bỏ đá rải mặt lên, và rất là lâu mình giờ mình mới quay luôn nè, nên là xem thử là coi thử là nó có phát triển như thế nào ha. Cây này lên màu lại rồi nè các bạn, cái hồng mập rồi, thấy nó sung lên chưa, vậy là nó bắt rễ rồi đó. Dạo gần đây trời khát mưa nhiều lắm, chiều nào cũng mưa nữa nè, nhưng mà cái cây này nó lên màu rồi nè, bắt rễ rồi đó. Ô, cây này cũng lên màu luôn. À, để mình qua coi cái vàng bên kia ha. Và đây những cái cây mình trồng nè, hôm nay đó như mình đã nói ha, thì cái rêu của này ra nhìn nó khá là đẹp ha và bắt mắt. Ôi mình vẫn thích cái dáng của cái cây này ghê luôn á. Rồi cây này, tiếp đến cái cây này cũng tươi nè, mình thấy nó tươi ra, nó bắt rễ nè. Cây này nè nó sáng, cây trứng chim nó sáng ở giữa. Vậy là nó cũng đã ra rễ rồi đó. Rồi cây này đã ổn định lại rồi nè. Chung là nó ổn định cũng khá là nhanh. Nhưng mà có một đợt bữa đó mình trồng xong rồi mình đem ra mà nó nắng quá, nó héo, nó bị cháy lá. Có một cái cây bị cháy lá. Rồi cây này cũng lên màu luôn. Chung là tình hình là nó đã bắt nhịp với lại cuộc sống rồi. Rồi cái cây mình thích nè các bạn. À, nó bị rụng vài lá, và cái cây này là cây mình cháy nắng nè, nhưng mà mình đã đem nó vô mát rồi nè. Thật ra cũng không mát lắm đâu, nhưng mà nó bớt nắng hơn cái khoảng thời gian nó ít lại. Cái cây này nè, tội nghiệp ghê, cây này là nặng nhất. À, nó cũng bắt
được nhịp với cuộc sống. Tiếp đến là cái hàng dưới này bạn thấy trống hết trơn ha, mình cũng xả đất ra hết trơn, mình vừa mới xả vào ngày hôm qua hôm kia. Đây một nồi, còn một nồi nữa nhưng mà mình không có quay lại. Rồi và đây cây này cũng bắt nhịp được nè. Các bạn thấy nó tươi ra chưa? Nói chung là sen đá mà thấy nó đều đều hiu là các bạn cứ thay đất đi, là nó giống như nó thay đổi môi trường, nó lại tiếp tục lại. Đó, cây này thì mình thấy nó hơi eo ọt rồi, cái đá cam của mình nè, cây này cũng bị cháy nắng nhưng mà nó cũng bắt nhịp được. Cây này cũng ok la. Đó, đây là tình hình của những cái em này. Có cây này mình thấy là nó chưa nè, nhưng mà cũng ra lá non rồi nè các bạn ơi. Chỉ có điều mấy cái lá kia nó cứ úng dần dần, với cái đọt này nó có vấn đề nè. Còn lại là mình thấy rất là ổn áp nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình hen. Các bạn một ngày vui vẻ và an lành nha. Trời mưa luôn rồi.